Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa sơ đồ chiến thuật. Ví dụ mình muốn sử dụng cái sơ đồ chiến thuật 451 này. Đó, nhưng mà không được. Vì cái này mình chưa mở khóa. Còn mấy cái này mình mở khóa rồi này. Đó. Mấy cái này là mình mở khóa rồi, còn mình muốn sử dụng cái này cả. Thì một là mình có thể bấm vào đây xong bấm nhiết đó, đây thì nó sẽ mình bấm vào kim cương này, đây thì nó bắt mình chọn select hai, mình có thể chọn một cái này thêm một cái nữa. Hai là các bạn có thể ra màn hình thì bấm vào đây vào cái career này, bấm vào đây xong bấm vào my club, chọn tiếp vào cái sân bóng này. Đó. Xong rồi chọn vào training. Đó. Mình sẽ bấm vào đây, chọn hai cái, mình sẽ chọn cái 451 này và một cái nữa. Chưa biết chọn cái này. Có thể là sẽ chọn cái này 352 này. Đó. Đó, thì nó đã mở khóa cho mình. À, bây giờ mình đã, ví dụ mình đã online, mình có thể sử dụng cái sơ đồ này. Cái sơ đồ này để mình sử dụng cái thằng Ronaldo này. Đó, chỉ vậy thôi. Ngồi ra vào đây. Bấm training này. Đó, up lên thôi. Đây, mình có thể mở được mấy cái sơ đồ chiến thuật rồi. Ok, chào các bạn.